Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn sử dụng Excel bằng hình. Trong bài ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển hàng thành cột, cột thành hàng trong Excel. Thì đầu tiên các bạn bôi đen chọn toàn bộ nội dung các bạn cần chuyển, bấm chuột phải, chọn copy, di chuyển chuột đến vị trí các bạn cần dán. Bấm chuột phải, chọn Space Pencil. Một cửa sổ hiện ra, các bạn chọn Transpose và bấm OK. Như vậy là các bạn đã chuyển đổi hàng thành cột. Và để chuyển đổi cột thành hàng thì các bạn cũng làm thao tác tương tự. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.